Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Cầm, còn em là Chiêu Cầm. Xin chào em là đây là nhân vật chính. Đây là MC, MC Cầm. Tôi là Quỳnh Lâm. Quay lên đây, quay lên đây. Sao rồi? Anh đang khỏe quá. Kỷ niệm. Đây là anh rể của tôi, là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.